Bây giờ em sẽ test cái con Bosaling 2 bản giới hạn này nhé các bác nhé. Đây ạ, khi các bác về, các bác bật cái nút nguồn này lên thì cái đèn Bluetooth này nó sẽ chớp màu nó sẽ chớp nhanh như này, màu trắng. Các bác giữ vào cái đây ạ, cái nút này Bluetooth, giữ khoảng độ từ 3 giây nhá. Thì cái đèn này sẽ chuyển trạng thái từ nháy nhanh sang nháy chậm chậm như này. Thì các bác sử dụng cái điện thoại, để các bác tìm cái tên Bluetooth cho các bác nhé. Đây là các bác sử dụng cái điện thoại ạ, để các bác tìm cái tên của cái Bluetooth đấy. Cài đặt này, em sẽ tìm cái tên của cái Bluetooth của cái này nha các bác nhé. Đấy, đây nó ra cái tên của nó đây nha các bác nhé. Các bác bấm vào kết nối thì ở cái loa nó sẽ tít một cái ạ. Các bác bấm kết nối nhé. Đấy, đây nó đang kết nối đây rồi ạ, và nó vừa tít một cái. Thì bây giờ em sẽ test một cái bản nhạc cho cái con này. Em mời các bác sử dụng cái tai nghe để cảm nhận được cái chất âm của cái con này ạ. Đấy ạ, em cũng test một cái đoạn nhạc ngắn như vậy nha các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay rõ về cái phần mà ngoại hình bên bên ngoài của loa nhá các bác nhá. Thì em sẽ quay luôn sao ở phía sau cái video này luôn ạ. Chính Audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác con loa Bosaling 2 nha các bác nhá. À, con này là bản da bản bản da màu trắng bản giới hạn ạ. Sẽ bao gồm loa và một cái sạc zin của hãng nha các bác nhé. Đây là một cái sạc zin của hãng đấy ạ. À, em sẽ quay đến cái loa này các bác nhé. Con này nó là màu trắng. À, cái ốp này bằng da nha các bác nhé. Ốp này bằng da màu trắng. Em sẽ quay hình thức bên ngoài trước ạ. Đây ở phía bên trên này ạ, hình thức rất là đẹp luôn các bạn, em quay rất là sát con này nhá. Sẽ có nút nguồn AUX Bluetooth giảm tiếng, tắt tiếng, giảm tiếng và tăng tiếng nha các bạn nhá. Đây là cái mặt trên này ạ, đẹp không có vết gì luôn ạ, mặt trên này ạ. Và đây là cái mặt cover da. Cover da thì ở đây có một cái chữ bô đấy ạ, và hình thức màu trắng đằng trước.
Phía dưới này có hai cái con ốc nữa các bác nhé. Đấy, phía dưới có hai cái con ốc. Ở đây là mặt phía sau. Đây, em quay này, nhìn này lại cho nó xuôi. Đây là mặt phía sau này, rất là đẹp luôn ạ. Đây là phía bên hông. Bên hông là cái siêu này vẫn còn nguyên nữa các bác nhé. Em cũng không bóc cái siêu này luôn. Em để nguyên cái siêu vậy luôn ạ. Đây các cạnh của phía bên hông đây nha các bác nhé. Không có một vết gì luôn ạ. Hàng rất là đẹp. Hàng có như nào thì em đều quay thực tế như vậy đấy ạ. Phía bên hông bên này cũng vẫn còn siêu đấy ạ. Đây em sẽ quay. Đây những cái này là những cái bọt bóng nhé. Không, quay nhé. Đây những cái bọt bóng của siêu đấy ạ. Em cũng không bóc ra. Em để nguyên như vậy luôn. Đây cái bọt bóng của nó. Khi các bác về đến lúc các bác bóc cái siêu ra thì là nó sẽ hết cái bọt bóng đấy đi ạ. Cảnh rất là đẹp luôn ạ. Ở đây là cái phía mặt trong của nó nhau các bác nhé. Đấy là mặt phía bên ngoài ạ. Mặt trong của nó chỉ có như này thôi. Đây là mặt cái mặt ốp ra. Cái mặt này mặt ốp và mặt loa đấy ạ. Nó là cái da người ta thuộc cái màu đấy nhá các bác nhé. Cái màu cam đấy ạ. Và các bác gấp vào như thế này và các bác để như này. Mặt của nó màu trắng cũng rất là đẹp. Ở phía trên nó là một cái viền gương. Đây ạ, một cái viền gương này các bác có thể nhìn thấy cái mặt em kia ở bên trong cái viền gương này. Rất là đẹp luôn ạ. Cạnh kia có thứ đẹp. Con này là bản limited, bản giới hạn nữa các bác nhé. Bosaling. Các bác lên mạng các bác search Bosaling 2 limited là nó sẽ ra cái con này luôn. Chữ bô đẹp. Hàng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, thì bác nào có nhu cầu của con loa này thì xin mời liên hệ với em. Con số điện thoại 0916507222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin chào, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.